Chào các bạn nha, hôm nay mình sẽ trở lại video mới của mình nha các bạn. Chiếc xe này cách đây 3 ngày trước mình có đăng lên là mình đang rửa đó các bạn. Hôm nay mình rửa xong, mình quay lên cho các bạn coi nha. Chiếc xe này đời 2016 nha các bạn. Đây, mình cuốn lúa nó đây các bạn ơi. Xe này còn đẹp nha các bạn. Xe này mình có sơn chân dặm nha các bạn. Xe này giá rẻ các bạn ơi. Các bạn, xe này còn đẹp các bạn ơi. Nếu các bạn nào thấy mình đăng những clip máy nhớ ủng hộ mình các bạn. Các bạn nhớ đăng ký ủng hộ rồi chia sẻ tiếp mình nha các bạn ơi. Để mình có tinh thần để mình quay những chiếc máy khác cho các bạn xem nha. Tinh thần thật cảm ơn các bạn. Chiếc xe này đời 2016, xe này còn đẹp các bạn. Đây lường hàm nó đây các bạn ơi, lường hàm còn cũng đẹp luôn các bạn. Đây là hộp số nha các bạn. Số này có kiểm tra bơm động cơ chưa bung nha bạn. Đây là lường băng tải nha các bạn. Lường băng tải còn rất đẹp, còn xanh tịnh luôn các bạn ơi. Còn đây là dàn chân. Dàn chân mình có dặm nước sơn chút đỉnh nha các bạn. Tại vì xe này nói chung là nó giá hơi rẻ, mình hơi dặm nước sơn chân. Còn phía trên thì mình không có dặm nha. Các bạn ơi, xe đẹp các bạn. Những cái clip rửa máy vừa qua mình không có quay nha các bạn, có đứa cháu quay. Hôm nay mình rửa xong mình sẽ quay trở lại đăng cho các bạn xem. Đây là vết thông đó nha các bạn. Vết
không còn rất là đẹp. Sẽ mở chìa khóa ra cho các bạn coi nha. Ở đây máy nhiều lắm các bạn ơi. Các bạn nào có muốn mua máy thì lên khu vực ngã ba Lô Tẻ nha các bạn. Hướng ngã ba đi về Chi Tôn cỡ khoảng một cây số. Và tới khu vực đó là toàn là bãi máy không các bạn ơi. Máy nhiều lắm. Các bạn nào có muốn mua thì đi lên khu vực Lô Tẻ để trải nghiệm những chiếc máy nha các bạn. Còn tiệm máy này là tiệm máy Duy Ăn nha các bạn. Đây là dàn chân nè các bạn ơi. Dàn chân này nói chung là cũng còn đẹp nhưng mà mình có dặm sơn chút đỉnh các bạn. Cặp bánh xích này cũng còn đẹp luôn các bạn ơi. Xích gai cao luôn nha các bạn. Đây là lường hàm các bạn ơi. Còn đây là sau lưng hàm nha các bạn. Đây là động cơ các bạn ơi, động cơ chưa bung các bạn. Còn rất là đẹp.
nón. Đây là lườn máy nha các bạn. Nước sơn còn xanh tịnh các bạn ơi, xe này còn đẹp. Hiện tại cái sườn dàn chân ở phía dưới nó có hơi đổ nổ, mình thấy xấu quá mình sơn dặm rồi các bạn. Đây là bình dầu các bạn ơi. Mình quay chiếc 216 xong nha các bạn. Mình sẽ quay chiếc 105. Chiếc 105 này mới đem về đang rửa các bạn ơi. Có khoảng 2 ngày nữa mới xong rồi các bạn. Mình sẽ đăng chiếc 105 lên cho các bạn coi. Cái này là mình quay tạm thời nha các bạn. Cũng như là đang rửa đó, mình quay cho các bạn xem. Đây, chiếc 105 đây các bạn. Khi nào mình rửa xong mình sẽ đăng lên máy rửa xong cho các bạn xem nha. Xe mình đang rửa các bạn. Nếu các bạn nào có thích video của mình thì nhớ đăng ký để ủng hộ mình nha các bạn. Phía bên tay phải của mình đó có hai chữ đăng ký nha các bạn. Các bạn nhớ bấm vào đó nha các bạn. Mình thành thật mang ơn. Thôi, mình kết thúc video nha các bạn.